Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bức tranh chữ Thọ, Thọ tỷ Nam Sơn, người một đời yêu cháu thương con, bách niên trường thọ cháu con, chúc mừng. Bức tranh này thì được những người nghệ nhân đục rất là đẹp, có bông hoa mai và rất là sum suê. Bên này thì là có hoa sen. Và cái chữ Thọ này thì người một đời yêu cháu thương con, bách niên trường thọ cháu con chúc mừng, và Thọ tỷ Nam Sơn. Những gia đình mà có bố mẹ già thì ngay lập tức mua tặng ông bà cái bức tranh này. Bởi vì ngoài bức tranh chữ Thọ, Thọ tỷ Nam Sơn ra thì nó chính là một lời để tri ân với cha mẹ của mình. Là bao giờ cũng thế, người già cũng yêu cháu thương con. Và bởi vì yêu cháu thương con, có tinh thần tràn đầy tình yêu thương và lòng biết ơn nên các cụ đã rất là trường thọ. Và cháu con thì chúc mừng bởi vì là có ông bà. Gia đình mà có ông bà bố mẹ mà trường thọ thì đấy chính là phúc báo của rất là nhiều người. Nên là đấy cũng chính là một cái minh chứng để là làm thế nào để có được một cái tinh thần cũng như là một sức khỏe cũng như là một cái tuổi thọ sống bền lâu. Hướng Mai thì rất là ngưỡng mộ các cụ khi mà sống từ 80 tuổi đến 100 tuổi. Có những cụ còn sống hơn cả 100 tuổi cơ. Để có được một cái cuộc sống ở tuổi già, bách niên trường thọ, đấy là những người bố, những người mẹ, những người ông, những người bà thì thường thường là có một lối sống rất là khoa học, và kể cả là từ cái tinh thần cũng rất là vui vẻ, hạnh phúc, cũng một trí tuệ rất là tràn đầy và lúc nào cũng yêu cháu, thương con. Trong đạo Phật có 5 cái điều chúc tốt nhất, đó chính là sống lâu, sức khỏe, thành công, diện mạo đẹp và trí tuệ. Nên là để có được một cái tuổi già mà vẫn khỏe thì các cụ đã phải là rất là có trí tuệ. Nên là con cháu thật là phước khi mà có được những người bố, những người mẹ của mình sống trường thọ bên con cháu. Hướng Mai gửi cái niệm lành cũng như là một chữ Thọ cũng thay lời chúc phúc tới toàn thể gia đình quý khách có được những bố mẹ Thọ tỷ Nam Sơn và người một đời yêu cháu thương con, bách niên trường thọ cháu con chúc mừng. Kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn có đầy đủ 5 điều chúc của Đức Phật: sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin được trân trọng tri ân tất cả những người mẹ, người bố được sống lâu trường thọ và luôn luôn yêu cháu thương con. Xin chúc mừng những vị bách niên giai não mà đã sống rất là lâu, 100 tuổi, để chúng con được học tập, được noi theo để làm thế nào mà có thể sống lâu, sống khỏe như là các cụ. Xin được tri ân, xin được cảm ơn, kính chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Xin gửi lời biết ơn tới toàn thể quý khách đã quan tâm đến kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai và có duyên để xem chữ Thọ này. Hướng Mai xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào. Xin chào.